Đến thăm Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của đơn vị trong thời gian qua, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của tỉnh nhà trên cả kênh sóng, nền tảng số của đài. Thăm chúc Tết đêm giao thừa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị năm mới an khang thịnh vượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã làm tốt chức năng thông tin tuyên truyền mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của tỉnh, kịp thời truyền tải đầy đủ, chính xác và hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân. Năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên để có những tác phẩm ngày càng hay, phản ánh sinh động, kịp thời, nhất là những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực, các sự kiện, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đến thăm chúc Tết tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị hai đơn vị tiếp tục nâng cao sản xuất kinh doanh, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh, đặc biệt cần tập trung cung ứng các dịch vụ đảm bảo chất lượng an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán.